Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ngọc và Phoi nha. Bây giờ Ngọc đi thêm một chỗ nữa các bạn, đi thêm một chỗ Thích La. Thì hồi nãy Ngọc đi bán xe thì Ngọc họ cũng cho Ngọc cái giá rồi, nhưng mà bây giờ Ngọc đang thích Thích La thì Ngọc sẽ đi qua bên đây Thích La. Đây hãng Thích La các bạn. Thích La. Nhưng mà cái chỗ này á, là mình đi ra mình nói chuyện với người ta giúp đỡ mình mà để mà order xe đó các bạn. Qua cái xe này cũng đẹp không? Cái bánh đẹp quá không? Bánh đẹp mà. Quá đẹp luôn. Bánh đẹp ha? Model Y đó. Thằng này là model Y mà. Là mình là Ngọc muốn mua chiếc này đúng không? Chiếc này là chiếc Ngọc là chiếc này là chiếc mình muốn mua rồi, còn nhanh chiếc này nữa. Để coi thử coi. Dạ hả. Nè. Hello. Hello. Is your car? No, this is a demo vehicle. Oh, demo vehicle? Yeah. It's pretty. Nha, Ngọc đang thích màu blue giống vậy á. Thấy chiếc xe này này không? Model Y nè, có bự quá không? Có nhỏ quá không? Đẹp trai, nhìn dễ thương mà. Đang thích rồi nên gì cũng đẹp hết á. Mình ra đây là để cho mình thấy rõ đây luôn. Thấy luôn cái symbol luôn. Ra đây không phải là mua xe về bạn, mà ra đây để mình chạy thử, mình coi thử. Thì hôm bữa có cái video Ngọc cũng làm Thích La cho các bạn xem rồi đó, là Ford chạy được mấy chiếc đó các bạn. Thì hôm nay con muốn chạy chiếc performance mà bữa không có. Performance nhanh hơn nữa. Hồi nãy Ngọc thấy trong kia là có xe dở hai cái cánh đây. Đó là Model X Ngọc. Chứ đó là tại 75. Ngọc thích Thích La xong cái Ngọc đi Ngọc coi trên TikTok có cái anh kia chạy chiếc Thích La dở cánh các bạn. Không hiểu sao mà chạy vô camera hai cánh bị dướng lên cái camera luôn. Thì mở lên nó cao quá Ngọc. Thì đó, đã sợ chắc quên đóng lại hay sao. Ngọc nghĩ vậy. Dễ thương ha, cái bánh này đẹp không ạ? Model nhưng mà cái này model cũ rồi. Ừ. Vì model mới ra nó đổi cái thôi Ngọc thấy Ngọc thích quay hơn đúng không? Model tree cũng được nhưng mà Ngọc thích quay hơn. Tree nhỏ nghe hả? Nói tree nhỏ. Ok yeah, let's go. Đi vô showroom này. Đi. Bây giờ đi vô nè. Đó, dở cánh nè các bạn. Ồ. Oh. Ngọc. Ngọc tree mới nè Ngọc. Dở cánh. Ngọc. Dạ. Model tree mới nè. Really? Thấy khác hơn tree cũ không? Đẹp hơn không? Đẹp hơn. Cái đèn trai hơn. Cái đèn nó mỏng hơn, slick hơn. Nhưng mà cái niềng không thích nha. À. Cái niềng bằng này. Con niềng giỡn không? Cái wheel giỡn không? Niềng này cũng đẹp. Wheel mất tiền nó khác. Ủa màu đỏ đẹp quá. Wow. Cái này khác không? Chiếc này là Model S ngon. Đẹp quá ha. Màu đỏ đẹp mà. Bố cho thử nè. Ui. Wow. Thế này, xe này đẹp hơn xe Model 3 nha. Dây chót. À, dây chót. Nặng quá ha. Thì cái xe mà Ngọc thích á. Phong mình hiện giờ nó không có. Mà cái xe long range thì nó có. Ok, let's go. Ồ, chạy hả? Đi ra chạy hả? Ừ, chạy, sao đâu? Thôi chạy, Ngọc cũng chạy đâu. Ok, go. Đây. Oh, do you have the long range one? Yeah. Can I test the long range? Yeah. Yeah. Đây nè. Đây, chiếc này nè. Thôi, ta đang chạy điện luôn. Wow. This one? Short luôn. This is a long range one? Yeah, yeah. Dual motor. Đang chót luôn. Ồ, sao đua đúng ngay màu Ngọc thích luôn vậy? Là, blue. Yeah, she like blue. It's my color. How you know that? It's my color. but we like the black wheel. Oh, this, yeah, yeah. This is 19 in, right? Not black wheel. This is 19 in, cái này 19 in nè. This is base wheel. Thấy cái bánh xe đều không? I like color, but cái bánh xe Ngọc không thích lắm. Yeah. Different yeah. Wheel, yeah. Like the black it's wheel. Okay. Okay, so now what? So you go with us or what? Yeah, you guys go. Okay. All right. Do you know how to get started and everything? Okay, so help me out, please. All right, I'll help you. So then go to mirrors. Này, bây giờ cái anh này mirrors. Hit that again. Chỉ mình để right. Mình right chạy there. Thử nha. Oh, right. Hồi bữa yeah. Có chỉ lần rồi. And nhưng then mà you'll use this left knob here. Up, down, nên left, right. Chưa yeah. Quen. Chỉ thêm nữa. All right. Got it. Okay, and then what else? And màu push xanh that in. Nha, màu and thích luôn các bạn. Right okay, same button. Yeah. Cool. Perfect. And then what? And exit out of there. Okay. And then go to steering. Steering. And then up, okay. Down, up. Oh, cool. Right pushes it in, left cool. Pushes it out. Yeah. Cool. Let me see. I go down a little bit. Okay. And then. Oh yeah, push it to the sides. There you go. Oh yeah, got it. All right, that gets you all comfortable. Yeah. Okay, chiếc xe này á Ngọc. Sao? Là nó gọi là long range. Ừ. Là nó nhanh từ 0 tới 60 là
là 4.8 second, đó là nó claim thôi. Còn mình chưa có thử cái xe này. Bây giờ mình chạy thử coi nó có nhanh không nha. Giờ để mình thay nó được chứ. Để mình quên, để mình cái phía này trước đã. Ok. Are you ready? I'm ready. All right. Thử nha. Wow. Wow, xe điện chạy nhanh dữ trời. Look. Look. 73 lên phát vậy hả? Từ từ nha. Kìa. 80 kêu gì kìa? Tám mấy nó kêu rồi. Sao nhát thế? Tám mấy kêu rồi. Nó có anh hàng trước á. Hay là sao ta, sao nó kêu ta? Có bạn nào biết về Tesla rành không phải không? Chắc đương nhiên rồi, những bạn mà chạy rành thì người ta sẽ biết. Mình chưa rành mà. Sao nó lại kêu? Nó cho nó có giới hạn trong đây hả? Chắc vậy quá. Tại vì cái này xài hai test đó bạn ơi. Cô chưa có rành mấy cái xe này. Đương nhiên rồi. Mình chạy mới giờ đề ba lên tới 80 là nó kêu é é rồi đó. 84, nãy phải chạy 84. Chắc cái đường dưới nó ấy quá nên người ta không cho mình chạy nhanh. Nó 50 nó không cho nó kêu. Giống như nó kêu là mày chạy nhanh quá, từ từ chạy á. Nè, thử nha. Đó, từ từ nha. Đó, 84 rồi. Đường cho 75 chạy 84. Hình như nó lót lại bớt nha Ngọc. Đúng rồi. Hình như cái tụi dealer này không biết là nó có lót không ta. Cho chạy nhanh từ từ thôi. Ngọc cũng phải thử cái xe nó chạy thế nào. Nhưng mà Ngọc thấy nhanh rồi, người ta không cho chạy nhanh. Ok. Cái xe này, cái xe demo nó lót lại ở 85. Nó không cho Ngọc chạy nữa. Bò đạp qua hơn 85 nó không chạy nữa Ngọc. Nó không cho mình chạy tới lâu rồi mày. 85 mình là maximum rồi. Này Ngọc quên nè, bò đạp với gà nhìn Ngọc cho mày coi nè, bài thân nhìn nè. Đó, Ngọc thấy 85 không, bò đạp nữa không được nữa. Không được nữa, không mua. Tesla này hồi đầu Ngọc không có thích lắm các bạn, nhưng mà lên ngồi rồi xong rồi thấy chạy nó giọt, chỉ cần nhúng vô chút thôi là nó giọt là Ngọc rất fast. Và cái xe này nó nhanh hơn cái Ngọc xe. Ngọc biết là fast là Ngọc thích rồi đó, nhưng mà có điều là pho chạy Ngọc không thích lắm. Cái xe này Ngọc nó nhanh hơn cái xe xăng. Xe xăng của mình đó. Nhưng mà các bạn biết không, Ngọc thấy cái xe này là có nhiều người chạy lắm. Ngọc chạy ngoài đường Ngọc thấy có nhiều người chạy lắm, nhưng mà người ta chạy chậm lắm các bạn, không biết tại sao. Sợ tốn điện. Ồ vậy hả? Tốn điện. Ủa mà tốn mua tiền. Xe sợ tốn điện rồi. Người ta có biết không, hỏi người ta, thường thì người ta sợ tốn tiền không? Nếu mà muốn mua xe, chạy xe tốn điện tốn xăng vậy mình mua tọ đi xe đạp cho rồi đi chứ. Có hơi thất vọng là hôm nay không có chiếc xe performance để coi thử. Làm gì có. Cái xe đó nó xe thường... bây giờ đang tính kiếm xe đó mua luôn cũng không được. Nó kêu nó không có, không biết tại sao nó không có ta. Lần trước có. Lần trước mình tới cái anh chàng trẻ này nhớ không? Chỗ có. Đó nhiều xe hơn ở đây. Có. Nhưng mà Ngọc thấy chỗ đó nhiều xe hơn ở đây. Ông U-turn chưa Ngọc? U-turn. Dạ. Lần, lần đó chỗ đó có Ngọc. Lần này không có cái model đó. Chỉ có model giữa thôi là bắt đầu I know. Nhanh vừa thôi. Các bạn thấy không? Mình chạy xe mà cứ nhắc nhở mình hoài luôn. Nhắc nhở mình. Chạy sợ mình bị lạc đường các bạn. So far này Ngọc thấy Tesla này cũng ok không? Cũng ok. Cũng em không? Nó chỉ không? Có một cái là Ngọc hay băn khoăn là tại vì nếu mà mình đi xa mình hơi mệt, cái là mình phải kiếm chỗ mình chót cái điện. Chỉ có khó vậy thôi, nhưng mà cái xe ở trong ở ngoài Ngọc thấy ok. Nó ok lắm, nó không có vấn đề gì hết trơn. Thôi Ngọc coi sắp tới chưa? Gần tới. Đây à. Chưa tới. Khamet, lên Khamet cái. Chị, nãy mình vô chỗ này. Chưa đó phải không? Chưa đó phải không? Let me see. Quay. Nó đó. No, ở trên nữa. Đi xưa. Hồi nãy Ngọc, nãy mình đi ra đó. Ok. Đó, đi vô đó. Đây, bây giờ Phó với Ngọc chuẩn bị tới lại hãng Tesla đó. Tại hai đứa chạy thử vòng mà cô kiếm một đồ nhanh hơn mà không có, thì cô chạy đồ chậm hơn chút xíu. Cái đồ này là nó gọi là long range. Cái đoạn đường chạy khoảng chừng 30 mile giờ 320 mile rồi. Cái long range của nó chạy được khoảng đường 320 mile cỡ đó. Bây giờ pho ngừng xuống pho để Ngọc chạy trong đây vòng thử. Okay. Tại Ngọc cũng chưa chạy cái xe dễ này. Dễ lắm. Ok, Ngọc try. Thấy cũng dễ. Try. Để Ngọc try coi. Ai ghê nha, lần đầu nha. Lần đầu lái Tesla nha, ghê nha. Lần đầu tiên làm chuyện ấy. Ok. Lần đầu tiên chạy Tesla. Bây giờ pho đi theo Ngọc nè. Kho chạy được lần thứ hai rồi, con có hiểu biết hơn Ngọc chút xíu. Cuối cùng thì Ngọc cũng chịu lái xe này nha. Chúc mừng nha, gan dạ lên nha. Không, bình thường thôi, Ngọc đâu có sợ đâu. Ngọc... nhưng mà có vấn đề là Ngọc đang lần đầu tiên Ngọc lái á, Ngọc thường xe lạ Ngọc chưa biết, xe này xe điện, Ngọc thấy cũng bình thường.
Hồi đó đi lên Ngọc... nhà bác Vinh á, xe góp kho Ngọc còn lái nữa, Ford chưa lái nữa. Đó Ngọc thả ra là tưởng thắng à. À Ngọc đang thử nè, đang coi nè các bạn. Vòng thử trong đi đi. Vòng coi nó làm sao để bu nè. Đó. Nó vậy thôi á, nó tự không thắng đó. Vậy hả? À. Ủa, cũng đơn giản nhờ. Thì nó sẽ góp kho mà có khác à, góp kho đâu. Buông ra là nó thắng rồi, nó tự động thắng luôn, nó sợ mình đặt lộn hay sao. An ninh an toàn á chứ. À, an toàn. Xe này an toàn nè. Ồ, vậy là chị muốn mua cho anh Na hả? Cũng được á. À, chị mua cho Na được nè. An toàn quá trời. Thử đi. Ừ. Ra ngoài nhà thử vòng đi. Với chết là từ từ để Ngọc coi. Ngọc đang trai thử coi nó làm sao. Băng qua kia Ngọc, băng qua cái mắt Ngọc. Băng qua cái mắt thử đi. Ngọc đang thử coi nó làm sao không? Chạy cũng bình thường mà. Ừ, đó. Để Ngọc coi coi nó có nhanh giống như Ngọc nghĩ. À, chỗ này trống nè. Nhanh. Ngọc phải ra đường mới nhanh được chứ, Ngọc mới feel được nhanh chứ. Thử coi nó ra. Ra đường đi trong đây. Ủa này là mình phải bỏ xuống đây. Không sao Ngọc à. Không để vậy thôi chứ chạy rớt xuống à. Ừ. Để nó. Ngọc phải ra đường, Ngọc feel được cái power của nó. Ừ. Thì để Ngọc coi từ từ. Ngọc đang thử mà. Lần đầu tiên mà. Lần đầu tiên có em lái em thử mà. Đó. Xe vô kìa. Cứ thắng là nó. Cứ Ngọc buông tay cái ga ra là tự thắng luôn, không cần Ngọc phải thắng nữa các bạn. Safety đó. Cũng safety đó chứ, Ngọc thấy safety đó Phong. Mấy gì, mấy người lái xe dở đi tên là rút không? What? Ý sao? Không ý Phong nói là chạy xe dở hả? Mấy người dở dở đó, tên là nhung cháo phôi đó, Ngọc thì chạy xe dở rồi, coi chừng Ngọc. Xin nhan. Chạy bình thường nói. Ý Phó nói là Ngọc chạy xe dở nên chạy Thái Lan. Không. Này sao rộng mấy bạn. Xe này có thể hai option nha bạn. 7 chỗ được 5 chỗ được bạn. Nếu 7 chỗ thì bỏ thêm 3.000 nữa nha. Nếu Phó okay. Làm. Let's okay. Go. Ready. Ready. Để con Ngọc kéo một ngao cho Phó coi. Mạnh dạy lên. Come on Wood. Come on. Được coi. How you like it? Bảy mấy rồi đó. Bảy mấy rồi đó. Anh không kêu anh hai giờ tới mình nha. Đây về quay cái máy. Không. Đây về quay của cái máy phụ ok nhưng mà ở dưới coi chừng anh hai. Ông chạy thử vòng. Qua phải về máy mà lẹ ha. Lẹ bộ. Em mấy chừng mà phong nghĩ chừng 6 second tới 7 máy rồi. Không phải như phong mà chạy nhanh đó. Ngọc đang thử coi là giống như Ngọc thử thắng lên cái coi coi nó có giật. Ờ giật xe rồi còn thả thì thả ra không xe đâu ngã thả ra. Đó nó vậy đó, nó vậy đó. Cho Ngọc feel được. Mình buông ra tức là buông ra nó giảm dần, nó giảm dần lẹ lắm. Tiền luôn hả? Cũng được. Để cho Ngọc làm quen với cái xe. Cũng dễ thương, cũng chạy bắt đầu thích nè. Bởi vì ở Mỹ này có cái gì nè các bạn, họ chuyên gia cho người mình lên khi mà trước khi mua là cứ chạy đi, chạy cho lấy xe ra cho mình chạy trước đi, mình chạy cái mình thích là mình không rời được là về, mình cứ nằm ngủ mình nằm mơ tới nó. Họ muốn mình thử để cho mình ghiền à. Mình hiểu chưa, thì cái độ quay bán xe người ta là như vậy. Nói chung thích không? Thấy ok không? Lá Ngọc vô cho lại Ngọc bút một ngao cho Phong. Bút một ngao vô thì Ngọc sẽ feel được cái sẽ thích của Ngọc. Cái xe này nổi tiếng chạy nhanh mà. Mà Ngọc không chạy nhanh thì Ngọc đừng chạy xe này. Thấy chưa? Với lại chiếc xe này cũng tiết kiệm tiền điện đó. Phong biết tiết kiệm bao nhiêu thì Phong biết. Nhưng mà chiếc xe này nổi tiếng chạy nhanh. Rẻ. Hiện tại giờ được discount 7.500 tiền thuế. Ha. Với lại hồi xưa thì mắc hơn nhiều so với bây giờ. Thì hồi xưa Phong thích đâu, bây giờ Phong thấy cái giá nó được rồi đó. Nó rớt xuống cái tầm mình coi được rồi đó. Nhưng mà Ngọc thấy cái kiểu mà xe nó... Ngọc thấy được không? Được, chạy thấy ngon. Ngọc thích đó. Chạy cái kiểu mà giọt giọt. Rồi đó, Ngọc ngồi. Let's go. Rồi, Ngọc quất xuống một ngao coi, quất thử coi, come on. Quất thử đi, come on, come on. 50. Come on, quất đi, quất thử ngao đi, come on. Come on. Yeah. Rồi. Wow. Anh hai là anh hai được rồi. Anh hai nó túm luôn rồi, này Ngọc sợ anh hai mà. Thì anh Ngọc sợ anh hai, nhưng mà... Phó kêu. Cái đó, người mà người ta đi. Làm á, người ta không sợ, nhưng mà cái người mà ngồi người không, không có sợ. Không, Ngọc sợ. Thì Ngọc sợ đâu, anh hai. Đâu có sợ đâu. Nó có sợ, bảy mấy mà sợ cái gì. Không, Ngọc sợ, đây nó chạy 50. Thì đó, sợ anh hai thôi bạn ơi, không, chứ không sợ chạy, cái gì đâu. Chạy ok lắm. Ngọc bị anh hai cũng túm có mấy lần rồi, cũng ớn rồi, ra tòa rồi cũng ớn rồi. Anh cũng hăng lắm, cũng túm cũng mấy lần rồi. Không hăng thì đâu có mua xe nhanh. Họ nói, mà cười. Nếu mà không hăng không chạy xe nhanh xe, thì đi chạy xe nhanh được rồi. Mình chạy xe nhanh mình chạy mấy cái đường ở dưới đó. Từ cái đèn đỏ qua đèn đỏ khác á, mình chạy nó sướng. Còn hiểu không? Chạy cũng ngon á Phong. Ngon. Ngon. Ê, không? Mạnh phải không? Được. Fast phải không? Ừ. Nhanh lấy sạch phải không? Nhanh hơn lấy sạch.
xa. Xe của Ngọc 350 chạy cũng nhanh đó Phô, đâu chậm đâu, nhưng mà nhanh nhưng mà đâu bằng xe được, em chạy nhanh hơn. Ngọc đạp ga là Ngọc biết rồi, Ngọc feel em được chạy rồi. Ngon không? Em chạy nhanh hơn. Phó cố tình dụ Ngọc á các bạn, cố tình dụ Ngọc chạy đi chạy đi chạy rồi Ngọc phải sẽ chạy chứ. Ngọc chạy Ngọc mới feel được cái sở thích đó chứ. Còn Phó chạy thì Ngọc chỉ thấy vậy thôi chứ Ngọc đâu Ngọc đã nói rồi Ngọc thích em, nhưng cái vấn đề là Ngọc nói các bạn á là cái chết mỗi lần đi chơi mệt. Ngọc đi xa Ngọc lấy Mazda đi với Ngọc đi xe này đâu, cười quá Ngọc đối thừa hoài. Ừ, thì... đi Mazda Phó thích hơn Ngọc ơi, biết sao không? Sao? Đi Mazda nó yên tâm hơn Ngọc, để xăng nó nhiều chỗ á. Ừ. Còn ở đây thì mình phải ở đây nếu mà mình đi chơi á thì mình có thể coi thử cái xăng nó nằm đâu không, cái đồ chót á. Ngọc có, thấy chứ, mấy người người ta đi á, người trong ta... đây nó có mà Ngọc người ta trong đây nè, trong đây sẽ show cho Ngọc biết là nó tính hết cho Ngọc, là Ngọc khi nào cần chiếc pho. Ồ, chiếc pho đòi qua Ngọc dính ghế phải không, ai cho qua đạp, sao qua được, đã có dính ghế phải không? Ừ, họ dính xe luôn, dính ghế rồi. Không dính xe chứ mà dính ghế. Từ nè, qua đạp cái dính ghế, đạp nè, đạp dính ghế nè, đạp dính ghế coi. Để coi, để đạp cho, nè. Đạp, 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 đạp. Dính ghế không? Nào. Tới rồi các bạn, không mấy là đạp nữa rồi. Mà tới rồi, tới rồi, tới rồi kìa. Tới rồi kìa. Quá trên. Biết rồi. Tại Ngọc buông cái nó muốn thắng vậy đó. Cái phần Ngọc. Ngọc phải cẩn thận nha, Ngọc buông cẩn thận nha, buông là sao hết lên. Té lụa nó nhiều lắm á. À, vô coi giá cả sao được quốc nè. Thấy sao phê không? I don't know. Phê quá rồi know. Sao? Phê quá rồi sao giờ? Đi vô. Trả chìa khóa hả Ngọc? Trả chìa khóa cho anh. Mô đồ 3 cũng đẹp, cưng chứ. Hả? Mô đồ 3. Trời, mô đồ 3 mà phô mình nó chạy là bá phát ngang Ngọc. Ngọc. Mô đồ 3 mà phô mình nó chạy là super nhanh. 3.0 city là truy 3.0 thôi. Nhanh gần bằng mấy siêu xe. Ừ. Mà nó chỉ có 50 năm mấy ngàn thôi. Mà chạy gần bằng xe cả 100 ngàn. Ghê hả? Ghê là khu. Ồ các bạn. Ở chiếc này nè. Các bạn trong Zero đây. Zero City nè. Trong đây Thánh La già không? Các bạn cho uống nước thoải mái. Dạ. Có nước trái cây luôn nè Phong. Nước ngọt luôn. À. Oh. Very rain, very juice. Rain. Oh, apple juice. Cái chỗ kìa. Apple juice. Ông xã Phò uống này, Ngọc uống này. À, uống đi, Phong muốn đâu. Muốn hả? Không muốn. Ok, học bỏ vô. Phong không thích uống ngọt các bạn ơi. Nghe nước chuốt, không phải nước ngọt. Ú, còn cho chip nữa nè Phong. Ừ, wow, thôi, bánh, kẹo, học cũng thích ăn. Chip rồi, chip rồi. Chip, chip rồi. Chocolate chứ. Chocolate. Thôi, học cũng thích ăn đồ ngọt. Uống nước, trái cây thôi. Màu đỏ đẹp, đẹp quá. Màu đẹp quá ha. Xong rồi nó để xe vào chuốt ta. Ngọc thích màu đỏ, màu trắng. Năm nay Ngọc mua trắng nữa đâu. Xe là Ngọc không mua trắng nữa. Còn đỏ này option nha Ngọc. Hử? Còn đỏ thêm 2-3 đồng đó. Nhưng mà Ngọc thấy option mua đó. Ừ, không mua mà màu trắng đó. Cái màu gray là cái màu căn bản, nhưng mà option đó. Model S là màu này option đó. Mà cái bánh xe này Phó thấy không đáng. Bánh xe đẹp quá hả? Không, ok thôi mà thêm 3-4 ngàn Phó không đáng. Nó đẹp, nó đẹp thấy hơn bánh Phó làm custom order Phó cộng vô gần 3-4 ngàn, 5 ngàn. Hình như nó cũng có bên kia có xe gì không? 5 ngàn mà Phó đi mua cái app của Market. Ồ, bên đây phòng chờ đợi thôi à, không có xe. À, Ngọc làm có thế được. Thế nè bạn. Ừ. Bạn nào thích mua đồ wild thì mua ngay bây giờ nha. Đừng để mất cái thế này nha, 7.500 Bạn có thể khai ngay tức khắc nha bạn. Bạn nhận xe xong rồi chờ bạn mấy rưỡi liền nha. Mình khai xe, Ngọc mua xe Ngọc lúc mình đi nhận xe đó. Ừ. Là chờ 7.500 liền. Ừ. Không như người xưa nữa. Lấy tiền lẻ hả? Ủa? Vậy? Cái anh hồi nãy nó mất rồi. Không biết đâu. Trời ơi, không lấy chìa khóa luôn hả? Cho luôn hả? Ngon Ngọc. Ừ. Ngon không? No. We'll see what's in Houston first. Mm. It's a rear wheel. And so game, there's zero. There's no. Wow. No stock. None. Oh man, 200 miles. Very fast. Same thing. And there's one in all of Texas. Only one. In Texas. In Texas. You know, it's a twin rod. And no. This is in. And -7. Yeah. And then it's in Brownsville. Okay. You'd actually have to go there to pick it up. How we far from here? It's like a 6-hour drive. 6-hour drive? Oh man, that's 6 hours. Yeah. Six hour. Forget it. Yeah, that's the only one available.
Phoi với Ngọc bây giờ stealth gray. Đang kêu anh này. There's even a blue one. It's almost $1,000 more. It's about the blue one costs more, $1,000 more. So we're gonna take right instead. Yeah, right much cheaper, right? $1,000 cheaper. Yep. Mua một ray thì để hàng ngàn. Mm. Yeah. Right with black will look awesome. Yeah. Right? Yep. And then showing the price. So that and then minus the 7,500, 46,000. 46,000. Same thing with Bill. Same price. No. Hồi nãy cái nếu mà Bill á là tới 550 lận. Bill này như là bánh trắng hay chưa bánh đen hả? 50. Bill đâu. Nếu mình Bill mình cũng vậy mà. No. Nó cũng vậy. Right here. 50 mà. Mình cái price out the door, cái price mà before tax kìa. 46,800, you see? After the tax credit. Yeah, after tax. 46 after tax. No. Hồi nãy cái kia là 46. Này cái kia đó cái 46 ở trên. Last one. Okay. Cái này là 46. Oh, nè nó lên nè, thấy không? For long range. Yeah. Rẻ hơn được. This is if you ordered the performance. Sale. 4,000. Để mấy ngàn. Right. Nhưng mà tôi để mấy ngàn. 4,000. 4,000 hả? 4,000. 3,000 hả? Phò đang quay phim, phò không nhìn kỹ được. 4,000. Okay. Nãy cái kia 50, cái này 46. Các bạn ơi, giờ Ngọc đi về nè các bạn. Đi ra. Tại vì Ngọc hỏi rồi. Bấm vô trong cái mạng đó các bạn. Họ lấy vô cái xe Ngọc có 26,000 à. Trong khi Khamet lấy Ngọc 28,000, Ngọc còn chưa vừa ý nữa. Nghĩ sao lấy Ngọc có 26,000 thôi. 2,000 đô la hả? Ừ. Thôi, để từ từ. Ngọc thích á, chạy thì Ngọc lái, Ngọc thấy thích lắm. Hồi nãy Ngọc còn đòi lấy chiếc xe kia nữa. Polaris hả? Ờ, nhưng mà thôi từ từ. Nhìn đi nhìn lại, thấy trai mình vẫn còn đẹp trai như thường. Mới tin bài một lần nữa. Nè. Vậy là vẫn còn sống với mommy hả con? À, hôm nay tưởng đâu. Con nói nó bây giờ mày mua tao 28,000 đi. Thì 28,000 còn thứ gần 30 rồi. Nếu tham tác này thì tao mua chiếc xe của mày nó không chịu Ngọc. Ừ. Nó nói là cái train online nó chỉ như đó thôi à. Là coi như mình không có negotiate. Cái này nó giống như là mình không có chạy giá được. Ủa, Apple hay này kia nọ không có chạy giá được các bạn. Nói như là bây giờ mày mày có thể mask cái giá được không? Ừ. Tesla nó không làm chuyện đó. Tesla là nói gì làm đó là một điều. Vậy là nó còn ở với mommy nữa rồi. Từ từ. Thôi vẫn ở mommy đi. Mommy cưng mà. Mommy chỉ có đi dịu dẹo giận giỡn chút thôi nhưng mà vẫn cưng, nó giận chứ chạy. Chạy Model Y cũng đẹp, dễ thương các bạn. Chạy cũng nhanh, cũng ngon á các bạn. Cũng thích. Để có ai nào mua chiếc xe Ngọc thì mình bán mình để thôi. Ngọc không thật sự ra mà nói nha, nếu Pho kêu Ngọc á là đi hỏi bạn Ngọc cũng có nhiều lắm. Nếu mà Ngọc nói là cái xe này thì không chừng mấy bạn Ngọc sẽ mua á. Tại vì Ngọc nó, để Ngọc nói cho nghe. Thật sự ra nếu mà Ngọc nói giới thiệu cho những người bạn Ngọc á, những người bạn Ngọc sẽ mua cái xe của Ngọc. Bây giờ Ngọc bán 30,000 cho mấy bạn Ngọc đi. 30,000. Nhưng mà nếu các bạn đi ra dealer, các bạn mua cái xe giống Ngọc luôn, ít nhất phải 33,000 các bạn mới mua được. Còn Ngọc bán là 30. Nhưng mà Ngọc không muốn bán cho bạn là lý do tại sao không? Lỡ như cái xe họ đi, họ mua ngoài dealer thì họ có bị cái gì á, Ngọc cũng ra ngoài dealer. Còn như mình đây bạn bè nhau, lỡ có gì có ngồi nhau mắng vốn, Ngọc không thích vậy. Còn đi còn warranty mà. Dạ biết, Ngọc biết nhưng mà Ngọc không thích vậy. Ngọc không có thích giống như là cái kiểu mà mình lỡ mình bán rẻ hơn mắc hơn rồi cũng mất lòng đó các bạn. Giống như ví dụ mình bán mà cái người hiểu, người ta nói là ô Ngọc bán vậy là cái giá đúng của người ta. Không, còn có người không hiểu thì nói là ô mua bạn bè bán nhau mắc quá. Ý là vậy, Ngọc không thích vậy. Đâu có bán được. Mình có cái giá xe cao max thì xong mắt. Giống như để Ngọc kể cho bạn nghe cái này nè. Hồi xưa, hồi đó cách đây là phone á, Samsung á, nó ra Note 2. Thì cái Note 1 á, thì lúc đó nhà Ngọc Ford cũng chưa xài Note 1. Thì thấy anh bạn bán cái Note 1 thì anh bạn muốn đổi lấy cái Note 2. Cái xong anh bạn nói thôi tao bán cho mày cái Note 100 đồng. Xong cái tụi Ngọc nói ổ 100 đồng thì rẻ mua được đâu gì đâu. Xong cái qua ngày sau ảnh mới nói với lại phone là ở trong hãng tao cái thằng đó nó muốn mua cái phone của tao 150 đó. Cái xong cái ảnh nói với bạn với phone vậy thì Ngọc với phone về bàn, ảnh lấy 100 nhưng Ngọc với phone vẫn trả anh 150. Là tại vì
đã nghe người ta nói 150 là Ngọc sẽ trả 150. Không có đáng đâu Ngọc. Không có đáng. Tại vì mình nghĩ cái tình bạn của mình nó còn hơn cái số tiền nữa các bạn. Mình không thể nào mà mình lấy tiền người ta hơn vậy. Người ta cũng đi làm, mình cũng đi làm đúng không? Thì thôi, mình trả cho nó đúng giá mà không lỗ của bạn mà không lỗ của người kia nữa. Đó, nó là fair right các bạn. Ờ, ok. Thôi Ngọc cũng xin kết thúc cái video ở đây nha. Hôm nay mình lại đi Thái Lan chưa có duyên nhưng mà chưa có duyên các bạn, đã vượt nữa rồi. Ok, Ngọc xin tạm dừng cái video ở đây nha, hẹn các bạn vào lúc sau. Hôm nay trời nắng quá, mắt Ngọc nheo hết rồi các bạn. Ok, Ngọc tạm biệt các bạn ở đây nha, bye các bạn.